Rồi bữa nay mình làm món vịt quay chay ha. Có mạch ngò chầu thường cải cá phấn hưởng nhé, có xù xịt chầu trái siêu ạp. Today I share a vegan BBQ duck. Okay, first of all, I need some oil. Okay, cho một muỗng súp dầu ăn, cái thon cân dầu, 1 tablespoon of oil. 2 pieces of white preserved bean curd. Okay, this one. Lượng chín bạc đi lượng chín hay phùi. Low heat, okay, don't go so high. Hai viên chao ha, chao trắng ha. Hai viên chao trắng. Để lôi nhỏ nhỏ thôi. Của công mạng cỏ. Xay tí ha. Cụm nè, chờ 1 piece of red preserve bean curd, dắt chim có con phù dị cho đỏ một viên ha. Nghe mà từ hàng hang cũng được phù dị tăng hơn hơn. Okay. Tán ra này, tán cho nó nhỏ ra, cho nó thơm thơm ha. Sốt kẹo cho nó ra mùi chao, cho nó khô với mùi chao. Okay. Để rửa nhỏ nhỏ nha, rất low heat. Ok, mẹ chấm cho quầy xẻ sao. Ok, 1/2 teaspoon of fine spicy powder, coi như là nửa muỗng nè. Quý vị hương như là mùi hương phẩm phun cà chả chỉ. Phun cà chả chỉ chúng ta chào hàng hàng cái này dạo thì dịp lịch này thì chào chút đi hơn đi cho nó cho chút xíu cái hơi nóng của dầu vậy đó. Cho nó thơm, bốc mùi thơm rồi đó, nó thơm rồi đó. Smell nice now with the five spicy powder. You high heat a little bit. High heat, okay. And then we add some water first. Mình thêm một chén rưỡi nước ha. 1.5 cup water. Rất uống cuốn sợi. Mình làm nhiều thì mình làm nhiều sót chút ha. Họ thì chỉnh to to đi nè, chờ họ thì hỏi họ chờ chỉnh cái lượng lượng kín chứ lượng của cho sam kín. Mình làm ít thôi, thành ra mình làm bao nhiêu đó thôi. Okay. Okay, thì mình mới cho 1 teaspoon of sugar, một muỗng đường, một muỗng cà phê đường, ít cà chả chỉ thòn. Nè chờ bột cái này là nấm nè, bột nêm nè. Chứ con hay đi hỏi gì con cây chinh nhậu tắc, để hỏi gì con đi đi hay có đi cu chinh. This is a 1/2 teaspoon of mushroom powder, bột nêm ha, nửa muỗng cà phê ha, phun cả chả chỉ, có đi cây phẩm nhậu tắc. Ok, hơi phổ luôn qua, hơi quẩn luôn qua. Nên mà từ ta đi có soy sauce, đi có sang châu, chè xì dầu. Lượng chả chỉ 2 teaspoon soy sauce, 2 muỗng cà phê nước tương nha. Nước tương. Một muỗng cà phê hắc xì dầu. Nhất có chả chỉ có hắc xì dầu. Lỗ châu. Dark soy sauce 1 teaspoon. One teaspoon of oyster sauce, một muỗng cà phê dầu hào ha. Nhất có chả chỉ hồ dầu. Rồi mình để soi khoảng 1-2 phút vậy đó ha. We keep just simmer, boiling simmer with 2 or 3 minutes.
Rồi, một muỗng cà phê mà dầu dầu mè. Giá có trà chỉ có mà dầu. 1 teaspoon of sesame oil. And let's boiling. I need some honey. 1 teaspoon of honey. Một muỗng mật ong, một muỗng cà phê mật ong ha. Giá có trà chỉ mật thòng. 1 teaspoon of honey. Muỗng cà phê mật ong xong. Rồi, để nó sôi ha. Ok. Now I move you guys over here. Ok, how I make. This is the bean curd I bought. This is the from frozen. You can buy any in any store. If you don't use it, don't take it out. It will be dry. Mình không dùng liền á thì mình không có lấy ra liền ra ngoài ha để nó khô. Còn nếu mà lấy ra ngoài mà không dùng lấy khăn ẩm đậy nè, ok. Khi xì này hay dùng á thì cho lỏ cho lì dùng nó rồi keep phải cảm giác một bé hơi so thì cho quý con nhớ hay nó rồi thì dùng cái đi chịu sắp cái đi phô đó thẩm rồi ha. Cái ngồi là chỉnh lượng kì nó cho là chỉnh chỗ là có cái điều tắt rồi cho chỉnh con cũng ngồi chừng nhỏ dắt kìm đi kìm lầu pha nó đi giờ ta hành chỉnh cây chỉnh trái cây ok này ok có để máy đi có mắt ha cái có mắt dâu cái có mắt cũng tắt kìa any brand you can buy any brand ok muốn mua hiệu nào cũng được có miễn là loại mềm mềm loại vũ khí mềm như vậy ok rồi mình kiểm nè mình xếp lại ha, mình xếp lại bằng bư. Ok, ngồi đi chi phan. Canh phan thì có dính quá. Ok, we just follow up the fold like that. Ok. Cái này nó cho nó chồng đi rồi, cho nó vô đây. Làm tư ha. Mình xếp lại nè, ok. Theo cái lần nó hay hơn, không theo cái lần nó khó ấy. Rồi, mình cứ xếp vậy, cứ theo vậy đi. Rồi, cứ vậy. Ok. After it's boiling, you turn off the stove. Let it cool down a bit. Not too hot, ok. Cứ đào ngủ đi một xíu cho nó nguội khoảng một hai phút ok and mình sẽ dùng cái mâm này, dùng cái đi co thon để chỉnh ha. We use this small tray ok when it's too, not keep too hot to do it, okay? The salt we don't need too hot, just hot enough you touch it, because if too hot then the bean curd will be too easy to be soft. Cũng ngồi tiền lên, chào. Chào, nếu có pin nhập
cho lọt cái tí chắp xin, ok, giảm cái tí sợi cái tí chắp xin. Mình sẽ dùng cái bìa này nè, xuống trước đây, cái này nó dày. First of all, we soak this this with the edge first, okay? It's a kind of that today. You have to have a look, otherwise you don't see what I'm doing. Okay. We use a tongue or chopstick to hold it. Okay. Mình sẽ dùng đũa hay là mình giữ cái nếp nó luôn á. Nó phải nóng vừa để nó mới rút. Okay. Nó mới rút cái nước này vô. Nếu mà nó không đủ, nó nguội quá, nó không có rút. Mình cũng cái nêm nếm này mình cũng thử coi vừa không nha. Mình thấy là vừa đó. Ok, rồi. Rồi, mình lấy cái mâm hồi nãy á. Mình làm sao mình nó cho cái hình chữ nhật á ha. Còn đây tìm mấy chuyện tăng hơi chất có kho xì phong trợn nhìn á. Ok, we just do a whatever. Let it become rectangle shape. Bây giờ sao khói kẹp này vậy đó. Chạy rồi. Rồi mình vô cái map này. Cái nào bể bể mình cố gắng mình đem nó vô trong. Có thể chỉnh lần nè. Ok, rồi. Cái phần này nãy tròn nữa phải không? Mình gấp lại nó vừa đúng luôn, ok. You see because it's round. Ok, so I just folding like this. Ok. And this part I fold in here. Perfect like that. We have a square shape now. Làm cho nó khéo khéo rồi. Nếu mà mình muốn ăn cho nó dày, thịt dày á, thì mình có thể thêm phía trong hoặc là mình sẽ cuốn nhiều lớp, quấn nhiều lớp nè. Ok, we have the triangle now. Ok, mình có hình vuông nè. Bây giờ mình muốn giờ là mình gấp đôi đi ha, gấp đôi thì mình thấy vừa đó, cái này là vừa. Ok, now the first fold, okay. Right. Another fold, okay. Mình xếp thêm một lần nữa thì nó ra cái hình như thế này. Okay. Mình xăm dài cái lỗ. Có thì dạo xíu xíu. Cái con cắt xíu xíu con tí lung nó tặng thời tí hì so cho này. Thì mình chia nó không bị phồng lên nha. Túc we'll just keep some hole and then later on when we fry it we will okay. Nè mình mới cầm cái mép này nè, mình dùng tâm á, tâm sĩ răng á nè, cứ mà dùng đi ngã chim à. À cắt hay cũng vậy, ok. Xíu xíu dầu ha. You just oil your plate, okay. Mình thoa chút xíu dầu trước khi mình để nó vô để lát nữa mình hấp á nó không có bị dính nha. Ok. Cái này mình nghĩ là mình cần phải cho nó warm lại. Thế nào? I put it back to the stove because it's still hot. I need the warmness. Mình phải cần cái nước này nó ấm. Ok, I turn off the heat a little bit. I need warm. We cannot too cold, okay? And then
Yeah, it's cold now. Phải cho nó ấm ấm một chút á, nếu nó mà nó nóng, nó không đủ nóng á, nó sẽ bị, nó không có rút lẹ, ok. Ok, nó nóng lại một xíu rồi nó để vô. Rồi. Mình lại dùng cái đũa này. Ok, soak in there. Thấm vô. Nó nóng á thì nó nhanh, nó rút nhanh lắm. Rồi. Rồi đi, rồi xong rồi đó. Ấm đủ rồi đấy. Rồi, cho nó lúc kia. Cái này mình làm chừng 2 miếng này thôi. Thành ra cái nước sốt mình cho bao nhiêu đó. Nếu mà các bạn làm ăn nhiều hơn thì cái này làm cái sample thôi. Thì mình sẽ làm nhiều hơn ha. Mà đi sẵn xịt to tí. Hủ tóc chỉnh to tí. Mà chỉnh cái đồ chỉnh lượng kìm nhé. Cũng nên đi sẵn xịt to tí này. Mình có đi sốt này chỉnh to tí. Hoặc chắc chỉnh to tí. I just have two pieces here. So that's why my sauce that much. If you guys have like more, you can have more the sauce. You can add more the sauce, okay? And you just taste and adjust the way you like, okay? The same thing. We make the long square, the rectangle shape, okay? Shape nó lại cái hình chữ nhật cho lại ha. Okay. Vậy thôi. Mình lâu lâu mình ăn mấy cái này đi, khỏi ăn thịt nhiều quá ha. Giờ ta ăn theo healthy. Ok, rồi. Bây giờ mình muốn cho nó dày một chút. If I want be thick a little bit, so I fold different way. Earlier I do just one more time, okay? But now I think this is a little bit rectangle, so I do three times. Okay, two folding, okay, two fold like that, okay, shorter, right, shorter. Mình làm cho nó khéo ha, túm mấy này vô ha, rồi. Mình lại xăm lỗ, cho nó chạy bớt cái sốt ra. Cái nước này á mình sẽ làm một món, rồi dịch quay mình làm một món là hai món, okay. I will do two dishes. Okay, I turn this stove on, reduce the sauce. Okay, I think these two will be okay. Okay, you see? Is it thicker? Is it thinner? Okay. It's up to you. If you like more like this, you can do this thick. This is thinner. Mình có thể làm kiểu nào cũng được. Cái này mỏng, cái này thì dày, cái này có ruột nhiều một chút xíu, cái này ruột ít một chút. Okay. Xong. Let this one. Để cái này sôi cho nó cạn tí, rằng là mình làm món khác ha. Cũng đi chắc nó ngoài đẹp tí đi, một mà mảnh quẩn. Ta hay quẩn hết chần, ta hơi lục một tí, chần cắt ngoài chỉnh ngoài chắp ha. Ok, cũng như con ngò tiệm nè, ngò tiệm. I get the saw wrap to wrap. This saw wrap is for cooking. We can steam it, we can put it in microwave. Cái loại này là loại cho microwave á, mình có thể ăn được, mình có thể nấu được, nó không có bị, người ta nói là mấy cái plastic wrap này nó có độc quá. Một cái này là nó special ha, nó để dành cho mình microwave hay là gói đồ ăn để hấp hay đó. Ok, thì mình ráp này xong cái mình mới để một cái đĩa nó khác lên. Ok, we have to have another plate. Nếu mình làm bằng với nhau hết thì nó dễ ha, tại nó hơi mỏng vậy, nhưng mà kệ, mình làm cho các bạn mà thấy. Thì lần sau nếu có làm thì nó bằng nhau, ví dụ như to thì to, mà nhỏ thì nhỏ, giống nhau, đặng cái này, cái dĩa này để xuống nó bằng, nó không có bị chinh ha. Ok. Earlier, I made this. Ok, mình làm xong á, ok, mình hấp 30 minutes. Ok, we steam for 30 minutes, ok. I steam this one for 30 minutes.
And then I cool it down. Mình có thể steam xong nó 30 minutes xong cái mình để khoảng 5-10 phút sau cho nó nguội bớt đi ha. Rồi mình mới dễ lấy ra. Này bị nước vô đó. Lấy ra cho khéo ha. Phải chừng nó bị dính khó lấy. Lát mình nó sạn sức đó. Ok. Rồi giờ mình lấy cái nồi này ra. Lát nữa mình mới chừng. Ok. And then we keep boiling. The water boiling. And you put it in. We steam for 30 minutes. Nước sôi bỏ vô chừng 30 phút. Sủi quảnh vào là hơi. Chinh xăm sọc phanh chung. Ok. Cho cái nước sốt nó sôi. Let it simmer. Chắc mình cho cái này là đắp một xài cái chảo đó. Cái lò đó chứ. Let it simmer this way. And I keep this stove hot, warm. Later on I show you how to make. Okay. Rồi. Bây giờ mình cho cái lò này cháy nóng lên. Ha. Rồi cái này mình để cho nó sôi cho nó cạn ha. We simmer, we make it simmer, make it evaporate a bit and then become more thicker. And now, how we make barbecue duck? Okay, heat it up. Don't too hot. Don't keep too hot. I just keep it like a medium heat. Okay. Some oil. Cho chút xíu dầu ha. Yep, bấy xíu xíu dầu. Okay. Chi hòa có tất cả. Cho chút dầu dính chảo là được rồi. Không cần nhiều ha. Chứ không phải không có dầu. Chiên ha, có thể lỗi hơi chín ha, mang cái này lắp này một, chi có tiệp không chứ họ xin hơi đằng cái tắt nó chả dầu. Careful, maybe earlier I forgot to oil. Okay, see, we forgot to oil it, so that's why it's brick. Okay, we just slowly fry. Mà mán chín ha. Mày thấy thấy hố phải nung rồi. Mà mán chín. Chút medium, cỡ medium ha. Okay. Rồi, cho nó chín chút xíu đi. Cái món này á mình ăn với cơm, ăn với bún, ăn giống như vịt quay thường vậy đó. Có thể mình gói bánh tráng ha, rau sống salad ăn, chấm nước mắm ăn cũng ok. Đi vào trái siêu ạp đấy, chờ Việt Nam dành phủ nó chờ chung đi vào sỉ bao sáng thôi thằng mày chỉ lắm hả. For Vietnamese style, sometimes we eat with the rice paper, wrap with rice paper and noodle and lettuce and mint, and then we dip with the fish sauce, okay? Or we can eat with rice, whatever. Bread doesn't matter, okay? Cái tiếng hoa thì hỏi gì? Xịt miếng bao á, kẹp miếng bao xịt á, giờ hỏi gì xịt phản á, giờ hỏi gì xịt mìn á. Ăn mì nước cũng được ha, giống như làm như mì dịch tiềm vậy đó ha. Cũng ok ha.
vàng vậy đó. Nó bị bể nè. Tao sẽ làm nè, tao đi thôi. Tao cũng đen. Chiên nhẹ nhẹ chắc phải thích tham quá, không có nóng được. Dầu sẽ nó dính cái dầu. Thôi coi nhiệt ta. Đây hơi bị nóng đó nha. Chảo hơi bị nóng, nó hơi bị banh đó. Để tắt lửa rồi, cho tắt lửa, mình tắt lửa rồi. Rồi, tắt rồi. Cái lửa nhỏ nhỏ để từ từ ha, chiên từ sẽ ngon. Đó, vì cái này ok. Để cái mặt thì cho đẹp đi. Cho anh ngồi xuống cho nó vàng đi. Ok, rồi để cho nó trong lò đây ha. Rồi, chút xíu đi. Dạ. Ok, and then the sauce, I already reduce it. Cho nó vô đây. The sauce I already reduce the hot oil. I turn off the stove already because the stove is hot, đấy. Mình tắt lửa đó nha. Nó sẽ cho phở thôi là. Cũng như ngồi chồng. Chưa mà chắc đủ lọc thì ok. This is another dish. Đây là cái nước sốt này mình đổ vô. Nó xoay nó chạm chạm chút xíu. Cái này làm nước sốt cũng ngon. Cái này cũng như đó mình kho rồi. Okay, that is just I turn off the stove already and just keep like that for a couple minutes. Okay, mình cứ sôi vậy chừng khoảng 1-2 phút. Ngồi thì cho nó đi khẩu xin nó đi chắp đấy, ngồi chỗ gì cái quạnh cho chừng nhỏ buồn nhé, muốn tủ lọ thôi. Đi hâm ăn nhất chặt, đang ăn xíu xíu là tắt rồi. Okay, go đây. Now I show you how to do dish. Rồi. Thì mình chặt ra nha, chứ không có cắt nha. Cắt là nó rách á. Ok. Làm giống như chặt giống như thiệt vậy đó. Ok. À, trái xíu ạ ạ.
Nếu ai thích cái sauce mà chua chua ngọt ngọt và plum sauce á, ăn cũng được. Có đây hỏi gì sẽ có co xí mùi trường. Ok, we can eat with the plum sauce. Ok, with the barbecue. The barbecue duck. This is one dish. And then another dish. Oops, sorry. Another dish. Okay, I just keep boiling, simmering for around 1 or 2 minutes. You don't have to put long. Mình lần sau mình chiên á, các bạn chiên á, chiên lửa chậm chậm ha. Mình đi. Bởi vì cái lửa hơi lớn á, cái nó bị không đẹp lắm, không có đều lắm ha. Okay. Có tâm xí răng ra, quên tâm xí răng. Ok. Mình ăn cái này mình cũng nhớ mẹ, mẹ hay ăn ăn chơi, để ăn chơi. Mà má không chú ý xịt, không hậu xịt. My mom love this one. She eat like a junk food. Okay. Khoan chắp xong rồi ha. Cái nước sốt này mình đổ lên ha. Cái này giống như nước kho thôi. Ok, hold on. Show up. Lợn Mỹ. Ok. Barbecue duck. Vegan barbecue duck. Two dishes. I hope you guys will like it. Nghĩ là các bạn có thể try coi có thích không ha. Đây. Như vậy là vịt quay hai món ha. Món này thì mình cho cái nước sốt cho nó sôi chừng một chút xíu, 1-2 phút. Còn cái này là mình ăn nó là sẽ khô, không có nước sốt nha. Cái này ăn khô. Ok, mình chia sẻ cái này. Rồi lần sau nếu có dịp nữa mình chia sẻ gà nha. Ok. Ok, bye bye. Hà chị ngò dấu cái quỳ ngò sẽ quỳ bóng đi thì phân hưởng có còn xù cây đó. Ok, hãy cẩm lắm. Bye bye.